Là Phạm Ngọc Cơ, năm nay tôi 74 tuổi, tôi là cán bộ của Bộ Ngoại giao về hưu từ năm 2008. Tôi bị tiểu đường từ năm 2008 đến nay là 11 năm, bị huyết áp cao, do uống nhiều thuốc thì cũng bị ảnh hưởng đến dạ dày, thận. Thế thì trong mấy tháng, một năm lại đây thì chỉ số đường luôn luôn trên 8 phẩy. Trong 3 tháng lại đây thì cháu tôi là Thúy được người ta giới thiệu ở cái Nguyễn Thị Hoang ở Tây, cháu có mang về cho tôi uống thì tôi uống đến nay là được gần 3 tháng rồi. Thì tôi cảm thấy là trước tiên là cái giấc ngủ nó rất là sâu. Cái thứ hai thì về đường thì tôi vẫn ăn uống bình thường, cũng không có giảm đi, không phải kiêng khem như trước khi uống cái thủy hoa này. Thì vừa rồi tôi đi kiểm tra thì cách đây 3 tháng tôi đi kiểm tra là nó hơn 8 phẩy. Thế đến nay tôi đi kiểm tra thì nó lại chỉ có hơn 5 phẩy thôi. Và các cái chỉ số khác thì nó cũng đều nằm trong cái ngưỡng an toàn. Và tôi đang điều trị ở chỗ bệnh viện Hữu Nghị. Thì bác sĩ ở đây người ta cũng thấy là rất là bất ngờ. Mà tự nhiên lại đường huyết lại giảm như thế. Thì tôi cũng nói với người ta là tôi ngoài cái thuốc bình thường, ăn uống bình thường, thì tôi có uống thêm cái nhụy hoang nghệ Tây mà cháu nó mang về. Thì tôi cảm nhận đến là nó không có các cái triệu chứng gì trong phiền muộn, mà lúc nào cũng vui vẻ, sảng khoái. Thế rồi đi tập thể dục đều đặn, ăn uống thì vẫn như trước đây. Thế nhưng mà đi kiểm tra đường huyết như thế này thì tôi thấy rất là tốt. Và các cái chỉ số phụ khác ấy, như dạ dày rồi thận rồi linh tinh thì cũng nó cũng không có cái biểu hiện nặng nề như trước đây. Mà cái điều cơ bản là giấc ngủ ấy thì nó rất là sâu. Tuy rằng bây giờ là một đêm ấy là cũng phải đi vệ sinh một lần, là đi giải một lần thì nó tuổi già thôi. Thế còn các cái khác thì tôi thấy là cũng được, nó uống cái này thì nó cũng dễ uống. Và tôi nghĩ rằng trong tương lai thì cứ kiên trì uống cái gì hoang nghệ Tây này. Nó vừa là thay nước chè, thế rồi là mình sinh hoạt các thứ thì nó cũng ổn định đều đặn và tốt. Và trong tương lai là tôi cũng sẽ vận động con cháu rồi người nhà có ai có chuyển từ uống chè sang uống cái này là tốt hơn. Cảm ơn.